luôn ổ lo nước chảy nó xối giá thì la làng lên mất thì la làng la không la được. Bởi vậy hình như con có nghe là hình như chị đó níu được cái cành cây lên không không là ai giờ người ta nói hai đó vậy chứ ai đó đâu thấy anh hai với người ta đó rồi thì tự thì té đứa nhỏ xuống à, hai mẹ con té xuống luôn thì bà mới dướng cành cây bà bò lên để thấy báo đăng lại vậy đó. Để xong rồi đi về nhà chứ cũng không biết nữa là lên bờ gì? Lên bờ cũng không la hốn không có nghe gì luôn. Tôi nghe nói xách xe tại tôi đây tối ngày nè tôi có thấy gì không có la gì tới ngồi mà tới 10 giờ mấy mới đó, là nghe là chạy lên nó tiện xong nó la đằng chồng nó chạy ngang đây dạ, chạy sao? Đây dòm chạy chứ gặp người ta là người ta rớt xuống cái là người ta la mà khóc. Tôi bắt đầu cái tôi hỏi chuyện gì chuyện gì cái gì mà khóc vậy nó bắt đầu là mới đứng đây nắm tay mấy cái người mà chạy xe nó đi vợ tôi ẩm con tôi đi thả cá lỡ nợ xuống nhỏ rớt xong rồi người chồng hay là người vợ chồng à, người chồng còn vợ đó là đi mất tiêu rồi không có đây mà không biết là rớt hồi nào mấy giờ chả ai biết luôn rồi chồng nó mới đi nó về nó báo nó lên nó báo rồi bắt đầu chồng ra đây là cách sâu xuống xuống kia là rồi nước lớn mà nó trôi mạnh mà ở đây qua đó có cả chục cây nước chạy nó xoáy xoáy ở đây qua đó cả chục cây số tôi nói mà nếu mà xa lắm để nó đó mà la làng lên là cái ông trên ghe bộ xuống ở đây ta cô ông đông mà chạy ra là thì đó mày lôi bơi dính cũng chết nữa nước chảy ghê lắm rồi chạy ra cũng phải la lên chứ đủ thí dụ như đợt đó không vậy cũng đâu có tìm kiếm tới mức 4 ngày mới thấy 5 ngày luôn. Tôi nói thiệt với ông, nếu mà la làng rồi là người ta kéo người ta dâng ngang nó gặp cào lại là chính lợi sao mà. Trời mà nước chảy ghê lắm bà mà. Chảy chảy chứ. Mới mà không lẽ nên đưa không lẽ có một xíu mà đường có một gì đó xuống hút liền. Bữa hổm nước. Ở chú có là xuống hộ ấy không? Chú đâu có nhà chú lên đây đâu tôi biết. À chú ở dưới nhà xa đây hả? Thường người ta đã 12 tiếng nổi lên lần và với 3 ngày nổi lên mà tới 5 ngày luôn. 5 ngày luôn có tiền ra. Đó, cái này nó đâu có nổi đâu. Nó không có nổi nước cạn gì cái nằm ngay trên bờ vậy đó. À nổi trên bờ nó nằm trên bờ luôn. Trời ra tới cái gì đó dữ cả. Nghe nói là bên nó bên tới trôi qua Aqua City luôn. Rồi đó nguyên ngôn đó. Nếu mà nằm ở dưới nước đó là nằm không có rỉa hết rồi. Kiểu giống như là bị tới đó cái nước cạn xuống dưới lại sao? Cái này là nằm ở trên gò. Rồi đó, nó mình đâu có biết được. Cái kiểu mùi á. Nằm ở trên gò mà ta nói gì mà thường nó đi rồi. Thì mấy ngày rồi. Mấy bữa nó là nước chiều cường, nó cao nó chảy dữ lắm. Mấy ngày cạn. Ba nó nói là chạy ngay đó, tới ngày đó luôn mà không thấy chứ bộ. Tưởng đâu lỡ đâu ngay đó có qua tìm luôn rồi mà cũng không thấy à cũng có đi tới gia đình không ai thấy mà cứ ngồi đi kiếm 4 ngày trời không ai không nước thấy ra rút nó cũng một nửa bờ vậy đó chứ đâu rút xuống được ở lên lòng mình ta sẽ đi mày cứ có một người thấy rồi chứ ai thấy đâu vậy người ta xuống có người ta thấy ta có điện kêu công an á chứ ai thấy thì nhà đi kiếm mấy ngày trời đi ngay đó luôn nước đưa xuống lấy gì thấy người ta đi nước lớn nước xuống nước cạn người ta cũng có đi nhiều khi tới lúc nước mà nước cạn chưa cho cái đó không mà theo con thấy đâu cái người mẹ này nó có một cái vấn đề gì đó đúng không xong rồi tự nhiên mà rớt xuống mà nó không gần đây người người quá trời luôn mà nó không la đó là tiếp xúc với bà đó là nghiệp à, phải có một cái gì giống như một người bệnh nghe nghe nhiều người gì? Nói là bà này giống như là có nói là bệnh bệnh trầm cảm mà trầm cảm mà không lẽ đi làm chị gì không thương con hả giờ nó trở lên bị tâm thần khám mà không có bị gì đâu uống thuốc ở nó không bị gì ông nói không bị người nói cái ông là bác sĩ chích thuốc cho nó nè người ta nói là ta đứng ra ta làm chứng nè nó là nó làm đẹp rồi nó bắt đầu nó có bầu con nhỏ cái thằng này nè là bắt đầu nó mới chích cái mũi thuốc gì để cho nó đẹp da nhỏ là nó diện lắm cho nó đẹp cho nên đang mang thai mà đi chích thuốc đó vô nó mới là dị tật ở trong bụng rồi cái bắt đầu cái nó mới đi lên nó chụp con tim là nó có tật bác sĩ có báo rồi bác sĩ mới nói là nhỏ này nó dị tật như vậy á bây giờ bỏ hay là để nó không từ bỏ nó để xong nó bắt đầu sanh ra nhỏ có lỗ tai cho nên nó có bệnh trầm cảm luôn nó bị bệnh trầm cảm luôn nó đẻ có đứa con mà nó bị như vậy nó trầm cảm luôn nó suy nghĩ nó suy nghĩ hết rồi nó trầm cảm luôn nó buồn
đó, rồi nói vậy á. Con nghe nói con bé này nó chưa biết đi không? Nó bị tật, nó bị yếu ớt. Chiêm dưỡng hả? 2 tuổi rồi có 7 ký chưa nữa. Chiêm như là được. Ba nó ra đây có chụp hình vô coi nè. Ba nó kể hả cô? Hả? Ba đó là kể cái vụ không, đó. Không, không nói. Chỉ nghe người ta nói, người ta đi coi về, người ta nói là mẹ nó như vậy. Bác sĩ rồi đi khám đàng hoàng. Hồi xưa là có khám bác sĩ rồi. Chứ tôi ở đây có ngày tôi không đi đâu. Những người người ta lại người ta đứng đó đó là những người người ta nói. Đứng đó đó là những người người ta nói. Những người với bà ở gần ở trọng. À, có nghĩa là cô nghe mấy người đứng xem là nghe là ta nói lại thôi. Chứ tôi không có tiếp xúc với ông quá. Trực tiếp tại nhà ta xa tuốt trọng tôi đây quá. Có ngày đâu có quen biết gì đó. Yeah. Cô ngồi đây suốt ngày luôn mà cái chuyện hôm đó xảy ra mà cô cũng không nghe không biết gì luôn. Thì chỉ ba nó chạy ngang để khóc còn yeah. Hỏi thôi còn con vợ là anh lại đó hả hồi nào chả ai biết mà cũng không có la luôn không ai biết gì con lạ lùng ta không ai biết gì quá lạ lùng bí ẩn ha bí ẩn thiệt luôn thấy ông chồng chạy ngang khóc lúc đó thấy lúc đó là nhỏ chắc nó coi ra cái mình kia. Mà theo mình ấy mình coi mình tức đi. Tại sao mình lúc nước không mà để mình đi chạy xe chạy vậy nhờ không có nghe la nghe hay không có gì hết thì đó. Tự động có một mình thằng chồng chạy xe Honda à. Chạy lên đây xuống đây rồi khóc thôi là biết thôi còn con vợ nó dông mất tiêu mẹ nó rồi chả có biết luôn cũng bình tĩnh ha vợ cũng bình tĩnh không có la không có nghe la không gì à. Đã chạy đâu khúc hướng trên đường chạy lên đình la làng ở trển mà tại đây không la không la cái đống này la chạy đâu trển la lên đó nó mới gọi điện gì cho chồng nó gọi điện gì cho chồng nó là chắc trâu đi mẹ nó rồi trời này xả xuống chừng 15 phút sau là trôi xa rồi con nghe nói hình như cái nhà của anh này hình như bán bún bò luôn ờ chồng nó bán bún bò còn vợ thì mở tiệm bách xa gì đâu vậy xa ba gì này đẹp tóc làm đẹp á hai gì đâu có tay nghề hết mà do bị chồng vợ có vấn đề tình cảm không biết nghe người ta nói vậy thôi là như là đẻ nhỏ là bị bẩm sinh trong bụng á ra là buồn nó bị bệnh trầm cảm nghe mà người ta nói lại không à nghe nói không à chứ mình đâu có ở chung sớm cũng đâu tiếp xúc đâu rồi ở bên kia ở ngoài ra đường Dương Tinh Cang đó không trong cái chợ Phước Tân đúng không ờ đâu rồi nhà cửa cũng đàng hoàng chú lắm. Chú ở bên đó không hay ở đây đây mà thấy thằng chồng cũng hiền mà ha thằng thấy thương á à. Ai cũng nói nhỏ này nó giữ nó cái thằng chồng nó dễ thương hiền lắm à. Chồng thấy đẹp trai mà cũng dễ thương mà hiền thằng này hiền người ta cũng nói nhỏ này biết nó cái dòng sông này nó chảy ra cầu Đồng Nai ha chú ở chảy mạnh quá ha để nó ăn luôn tới trên lòng khách nhấn nhỏ mà nó chảy vậy hả? Mà nhấn này chắc là nó sâu mà mấy mét luôn chứ. Thôi ghế đây cho ghế nào. Dạ đâu đâu uống nước mình kìa. Nhà gì đây. Mà hình như nó chảy qua bên nhấn cái hàng không vậy? Cái này như tha đàn ông mình phóng xuống cũng lội không nổi đâu, nó chảy cái này. Hôm nay chảy gì bình thường á. Tại vậy là yếu hả? Cái re, hôm là bữa xáy nước vậy luôn. À bữa nước ra. À rồi trời mưa rừng nữa. Liên tục mấy ngày đó nước chảy ra ao luôn không có lội được đâu là nước nó sâu đúng không nó ngập lên nhưng mà ngập lên cái dừa luôn nè à giờ là bữa đó là nước cái dòng chảy ở trên kia nó dồn mạnh xuống lắm ở trên này nè nó phóng ra nè mạnh lắm nó dồn xuống đúng không không ai dám nhảy luôn nó mà rớt xuống là trâu đi luôn á này đó chắc bà mẹ chắc bám vô mấy cái gốc dừa này quá như trên kia bắt cái đó luôn hả đó đi đâu đây ngay chỗ trống cái cầu ngay chỗ ta câu cá đó mà người mẹ sao mà nó bám được lên mà nước chảy mạnh vậy mình ở chỗ đó thấy sâu lắm á nó xuống rồi cũng sâu lắm á không bữa đó là nước đâu có cao xuống dưới cái dừa đó không qua cái bờ cạn rồi mấy mấy à. Nó chảy dữ lắm nó chảy mình tới cái chỗ mà thắp ngang cúng rồi chỗ đó gì nữa nhưng nước mà, nước cho cái ngày đó luôn hả nhưng mà thả cá phóng sinh mà sao mà nếu mà cá nó nhỏ xíu mình thả đứng trên dục xuống thôi chứ sao mà sao lội dưới vô lý là sao dội lơi lội xuống tới dưới thả em nói thiệt nha không cần phải nếu như thả cá cũng không cần là
tới đó nữa mà ngay mấy chân cầu thả được kìa. Ờ đứng có cái thành cầu á. Còn ngay đó cá nhỏ xíu à, đâu có lớn đâu. Thả con cá đứng ngay chỗ cái lòn cầu anh thả. Ờ thả được. Rồi lại đây nè. Ngay chỗ này nước lớn vô cái đứng liền xuống. Bữa con cũng thả thằng đó một lần rồi mép phép lên. Ngay chỗ đó là người ta đổ. Ngay chỗ đó là người ta đổ kìm xe xe luôn á. Chùa ở dưới chùa người ta mỗi lần mà rằm tháng 7 bữa chở nguyên xe luôn cũng đổ ngay đằng đó đó. Đổ ở trên chỗ cái cầu có cái lan can đó đúng, đúng rồi. Không? Rồi. Đó vô chỗ luôn hả? Tự nhiên ngay chỗ đó. Mà sau đó có con cá chép mấy bữa thấy có nghe nói là có con cá chép gì mắc bự lắm mà nó cứ đảo đảo đó hoài. Tại vì nó không muốn đi. Thì tự nhiên cái mí đó mình đổ cá xuống nó dễ. Tại vì cái nước đó nó không có dính trên gò. Cái trên cầu thì nước cạn nó dính gò. Còn đằng này là đổ xuống là đi luôn à. Nên người ta đổ hay đổ xe xe luôn á. Tôi đây tối ngày đó. Đổ cá nhỏ. Nhiều khi từ bữa con biết tới giờ con không đổ mà nhưng mà nói là cũng có cá bị màu đâu có quan trọng mà phải vậy ta. Cá nó cá nó sinh hàng sớm gì nữa. Đâu biết em không biết cá gì đâu. Ừ, nghe nói cá bảy màu. Thì đó thì nghe nói là sinh cá bảy màu nhỏ. Người chồng cũng chia sẻ. Người chồng ông chồng nói đó. Ông chồng chia sẻ nói mà. Đi vô trong phải tôi vô đó. Trưa tí nó đi vô nè, sáng chạy ngang rồi. Dạ. 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 Sáng này mới thi đi xét nghiệm để thi. Xét nghiệm là ngày hôm qua. Ngày hôm qua đi lãnh xong rồi đưa thẳng lên bệnh viện luôn. Thí nghiệm xong rồi tặng luôn vô trong phòng luôn. À vậy là đưa hôm qua là đưa lên bệnh viện mai luôn hả? Thì vừa báo xong rồi nguyên xe công an rồi đi luôn. Đi lên nó nhận xác xong rồi nó đưa thẳng lên bệnh viện xét nghiệm luôn. Nghiệm xong rồi nó phản nghiệm vô luôn rồi nó báo về nhà lên rồi nghe nói là hồi nãy có thằng lại đây nói chở về nhà một đêm ngày hôm qua rồi chở nhỏ về một đêm rồi sáng mới đưa lên theo. Thì cái thằng mà nó theo nè, cái thằng đó nó theo đặng nó vớt đó, nó mới ghé đây nè. Vậy là hôm nay là thiêu, sáng nay thiêu hả? Sáng nay thiêu rồi. Cái thằng đó nó ở đây trực tiếp 24 rồi tối ngày kêu ngồi đây nè. Thằng đó, cái anh đó là cái làm văn phòng gì không? Không. Là về cái ngành là vậy tiện như báo là nó phải lên nó canh chừng nào vớt xác được thôi. Chỗ nào báo phải có mặt nó vậy đó. À vậy là thuộc về văn phòng cái gì vậy thôi? Không biết văn phòng là cái gì. Là cũng như là vậy tiện như ở xã kêu là tới thì phải như đi giúp những người chết rồi là giống như người giống như giữ hiện trường này giữ hiện trường đó. Tôi không có rành làm cái gì, tôi không có hỏi là ở bên xã gọi sao mà nó lên nguyên xe chữa cháy tôi cái bắt đầu vô ra ngầu đúng hỏi ủa chú ta tết chết ở dưới sông mà sao chạy xe phòng cháy chữa cháy có cháy nhà đâu mà sao đi xe này. Cái mới nói là cái tục lệ người ta gọi là phải tới chở tàu cano ở trên nóc á. Chỉ có xe này chở được thôi chứ không có xe nào chở được. Không, tại vì phòng cháy chữa cháy là kim luôn, bây giờ là kim luôn là cứu hộ luôn. Thì vừa cứu hộ rồi vừa phòng cháy chữa cháy gì đó.